Cái lô này là sâm hương nha các bạn. 4 cây. 4 cây bao ship 250 ngàn bao ship. Là mua được ủng hộ đóng thùng. Mấy cây này. Tía là. Chắc có cây này đẹp nè. Cây này nó có cái đế dưới. Cuộn 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 dưới. Mấy cái này thì tàn đa, tàn nó giống như cây tự nhiên. 4 cây 250 ngàn bao ship nha mày.